cô chú anh chị, hôm nay em xin giao lưu là một lô sam núi trái nha cô chú anh chị. Mấy cây này nó đâm chồi trở lại hết rồi, về cô chú anh chị mình vô chậu mình trồng luôn ha cô chú anh chị. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829 160355. Em xin vô cây đầu tiên có mã số là 15. Sam núi trái nha cô chú anh chị. Đế này giống nơm lên luôn rồi. Em đang hoành thân. Hoành thân là 11. Chiều dài là 19. Kính bầu là 19 luôn. Mã số 15. Em xin giao lưu là 550 em bao ship. Mã số 15. Mã số 16. Trong quá trình em đóng gói và vận chuyển ha, thì có thể gãy bị một số chồi non, mong cô chú anh chị thông cảm. Một ít thôi, nữa về nó sẽ đâm chồi mới với lại. Mã số 16. Hoành thân nó là 10. Dài nó là 20. Kính bầu là 18. Mấy cây này đế nở không nha cô chú anh chị. Mã số 16 em xin giao lưu là 500.000 em bao ship. Mã số 16. Mã số 17. Hoành đế là 18. Ủa, 15. Hoành đế là 15. Hoành thân đây là 12. Chiều dài tới đây là 17. Kính bầu là 18. Mã số 17. Em xin giao lưu là 500.000 em bao ship. Mã số 17. Mã số 18. Em đã hoành đế à. Hoành đế là 15. Thân là 9. Chiều dài là 24. Kính bầu là 18. Mấy cây này cùng một cỏ chậu. Mã số 18. Em xin giao lưu là 500.000 em bao ship. Mã số 18. Mã số 19. Cây này đế nở nè. Có đế luôn nè cô chú anh chị. Mã số 19. Em đo hoành đế ở đây là 16. Hoành thân là 11. Chiều dài là 22. Kính bầu là 18. Mã số 19. 500.000 em bao ship. Mã số 19. Mã số 20. Em đo hoành đế ở đây là 16. Hoành thân ở đây là 13. Chiều dài nó là 22. Kính bầu là 17. Mã số 20. 500.000 em bao ship. Cây nào?
nào đế cũng nở hết nha cô chú anh chị. Hoành đế cây này là 16, hoành thân ở đây là 13, chiều dài là 22, kính bầu 18. Đâm chồi sống khỏe rồi. Mã số 21, 550 em bao ship. Mã số 21. Mã số 22. Hoành thân là 12, chiều dài là 24, kính bầu là 16. Mã số 22, 600.000 em bao ship. Mã số 22. Mã số 23, cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Hoành đế là 20, hoành thân là 11, dài nó là 25, kính bầu là 18.